Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với Hai Chị Em TV. Hôm nay tụi mình đang có mặt ở chùa Hang, Phước Điền Tự, một ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng ở núi Sam, Châu Đốc, An Giang. Cùng theo chân tụi mình đi tham quan nha cả nhà ơi. Mặc dù là đi quay vlog nhưng mình cũng gia đình mình vẫn không quên chụp hình làm kỷ niệm, chuẩn bị bước vào nơi thờ Phật đầu tiên của ngôi chùa. Mấy bạn nhỏ bỏ dép ra rất là lịch sự vào bên trong đây, không gian rất là rộng rãi, sạch sẽ. Không sao. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở bên ngoài là tượng những vị thần hộ pháp. Gia đình mình hôm nay đi vào buổi sáng sớm, có gặp mà các bạn đi cũng đi viếng chung cùng mà một thời điểm. Hai chị em TV. Cảnh ngôi chùa rất là đẹp. An Giang nổi tiếng là vùng đất thiêng, thanh tịnh, với những ngôi chùa cổ kính mang đậm nhiều nét đẹp kiến trúc, văn hóa dân gian. Trong đó, chùa Hang là một trong những ngôi chùa cực kỳ là nổi tiếng, thu hút nhiều khách thập phương về đây thưởng ngoạn và hành hương cầu phúc may mắn. Chùa Hang là cái tên thân thuộc mà người dân đặt cho một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Châu Đốc An Giang, đó là chùa Phước Điền. Phước là phước lành, Điền là điền địa, ruộng đất. Cái tên Phước Điền có thể hiểu đơn giản là mảnh đất gieo trồng phước lành. Ngôi chùa đã được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa, cấp quốc gia, tọa lạc trên triền núi Sam, gồm rất là gần cụm di tích Miếu Bà Chúa Xứ, chùa Tây An và lăng Thoại Ngọc Hầu. Du lịch An Giang đến thăm chùa Hang, bạn sẽ như đi qua cánh cửa mở ra một thế giới mới, để trút bỏ mọi vấn vương bụi trần, hòa mình vào cái không gian yên ả, trong lành và im dịu như chốn cổ tích. Chùa Hang không chỉ nổi tiếng về cảnh sắc say đắm lòng người, mà ngôi chùa còn gắn với rất nhiều giai thoại và sự tích ly kỳ. Chùa hình thành từ khoảng năm 1840 đến năm 1850. Ban đầu là một am tu bằng tre lá do bà Thơ, tên thật là Lê Thị Thơ, sinh năm 1818, mất năm 1899, pháp danh Diệu Thiện, người làm may ở Chợ Lớn, tạo lập để làm nơi tu tập khi tuổi còn trẻ. Chuyện kể rằng trước đây bà Thơ cũng có một gia đình, nhưng vì nhà chồng quá hà khắc nên bà chán nản trốn lên núi Sam, tìm đến chùa Tây An xuống tóc đi tu, vừa bốc thuốc trị bệnh vừa chuông mỏ, ước mong sớm dứt nghiệp duyên. Sau thời gian ở chùa Tây An, bà nhận thấy đây không phải là nơi phù hợp với mình, vì có nhiều người thường xuyên lui tới, chính quyền địa phương dòm ngó. Bởi vậy năm 1950, bà rời bỏ Tây An, tìm nơi khác tu hành, mong có nơi thanh tịnh. Trên đường, bà gặp một cái hang cách chùa Tây An khoảng 1 km, liền dựng am, lập nơi tu hành. Đó là khởi nguyên bắt đầu của chùa Hang Châu Đốc ngày nay.
Quang cảnh quá đẹp luôn. Quang cảnh đẹp lắm á. Wow, toàn cái nhà người ta thôi. Con tưởng là ở trên là nguyên một cái chùa lớn kìa. Cái cây mọc che kìa. Hai con sư tử kìa. Oh, wow, wow. Hello. Hai con sư tử nè bà. Theo gia thoại thì kế bên Am Tu có một hang núi sâu, có đôi mãng xà to lớn dị thường ở trong hang ấy. Nhưng từ khi bà đến tu, đôi mãng xà không còn hung tợn nữa mà thường đến nằm im lắng nghe kinh kệ. Dần dần đôi mãng xà được cảm hóa, thường đến ăn đồ chay, trông chừng thú dữ kẻ gian, bảo vệ chốn tu hành của bà thơ. Bà đặt tên chúng là Thanh Xà, Bạch Xà. Và sau khi qua đời, đôi mãng xà cũng bỗng dưng biến mất. Từ xa xưa, vùng đất núi non này gắn liền với bao nhiêu là huyền thoại. Từ bạch hổ đến cột ba chân, rắn khổng lồ, nhưng bất cứ loài mãnh thú nào, dù hung hãn tới đâu, khi nghe tiếng kinh kệ thì cũng được thuần hóa. Chỉ ác với kẻ xấu bên vật người tu hành, người lương thiện. Vì thế, câu chuyện truyền miệng về đôi mãng xà gắn với vị nữ tu này giống như một lời răn dạy về việc trừng phạt kẻ ác, cứu vớt người lành. Người dân quanh đây đều thuộc lòng truyền thuyết về chùa hang Châu Đốc. Cứ mỗi khi có du khách đi ngang qua, ngồi bên hồ sen, hành lang chùa mà nghe kể lại càng thêm thú vị. Năm 1885, do cảm mến đức độ của sư nữ Diệu Thiện, ông Phán Thông Nguyễn Ngọc Can ở Châu Đốc và nhân dân quanh vùng đã tự quyên góp tiền của xây dựng lại chùa. Đến năm 1937, Hòa Thượng Thích Hoại Thiện, sinh năm 1904, mất năm 1990, trùng nâng cấp chùa lần thứ hai. Ngày nay, vào đời chủ trì thứ ba, Hòa Thượng Thích Thiện Chơn, chùa đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện, nằm trên triền núi Sam, nên chùa hang mang đến cho du khách một cảm nhận vô cùng tuyệt vời. Một không gian rất hữu tình, nhưng cũng không kém phần linh thiêng. Ngôi chùa hơn 100 tuổi này có tầm nhìn vô cùng thoáng đãng và không gian yên tĩnh, đầy tôn nghiêm. Chùa hang được bao bọc bởi rừng cây xanh thẳm của núi non hùng vĩ. Nhiều loài cây đến mùa lại bung nở thắm tô cả một vùng, đem lại bức tranh nên thơ cho chùa hang cổ kính. Để tham quan và lễ Phật tại chùa, du khách phải đi theo những bậc thang xây bằng khối đá. Dốc khá cao, hơi đứng nhưng rất dễ đi. Đoạn đường đủ để người ta đi một hơi rồi đứng lại hít thở không khí trong lành, ngước nhìn cảnh chùa cao vời vợi, hay ngắm cánh đồng bằng rộng lớn, bao la bát ngát, giúp du khách như quên đi bước chân mệt mỏi và tiếp tục hành trình. Nét độc đáo của ngôi chùa không chỉ ở kiến trúc hoài cổ trầm tư mà còn ở thế đứng. Chùa được chia thành nhiều tầng dọc theo lối lầu lộ thiên bên cạnh núi, với những vách đá dựng đứng hiểm trở. Trong hoa viên chùa hang Châu Đốc có hồ hoa súng rộng, xung quanh trồng nhiều loại hoa tạo nên không gian xanh tươi mát, xen lẫn với những đóa hoa trắng vàng đỏ. Từ hoa viên của chùa, khách du lịch chùa hang còn có dịp chiêm ngưỡng bức tranh làng quê thanh bình của xứ An Giang. Chùa có am thờ phụng Phật Di Lặc, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và bốn vị hộ pháp đứng nhìn về phía chân núi. Trước chùa có hai ngôi bảo tháp
màu sắc rực rỡ, hài hòa, chạm khắc công phu, đứng uy nghi trên triền núi. Hai tòa tháp cũng chính là nơi thờ tự hai vị sư có công lớn nhất trong việc hình thành của chùa Châu Đốc, là Bà Thơ và nhà sư Thích Huệ Thiện. Ở bên đây là một cái hang lên hình thành tàn rất là tối. Trong đây có gì vô? Ôi, hang bao la bát ngát. Sao giống chui qua quá vậy? Ôi da trời. Mẹ bé nhiều tay nè. Nó bị ánh đèn thu hút. Ông Phật nè, ông Phật đang tu khổ hạnh nè. Tu khổ hạnh được ráng bảo vệ. Ui! Cái ngoài á. Phải. Cái lỗ á. Lỗ ra ngoài. Này là đá hả? Ồ, bóng đèn. Ôi trời. Cái gì kêu rè rè kìa. Lộn quá chừng nha lộn. Để cho nó hồi hộp xíu. Từ nãy giờ hồi hộp. Trời ơi. Cái hàng này dám không dám mình đi đâu rồi. Tại chỗ những khu mới. Thấy đẹp con bé. Con bé gì? Còn ở dưới nữa kìa. Con đi dưới gì? Hàng này có bóng đèn hả bé? Con muốn tiền. Đi tự. Đi tự thôi nha. Là tối luôn á. Cái này là làm á, chứ không phải là ăn. Ôi dốc cao quá mà. Đi cực tự nha. Nhìn sao thấy cũng sợ sợ. Cái khu vực này dốc rất là cao. Dốc này nè em, chụp hình được nè em. Nãy giờ quay cái sọt nào thấy hang chưa? Đây sáng chân nè. Ôi cái khúc này xong rồi đi lên lại kìa.
có đường qua đây nữa. Họ giống mời cùng quá. Tổ đàn ma cái thể thay quân vũ điện. Mình đang bước ra một mê cung ngã ba đường. Đường nó chưa đi đâu nha bác. Phía bên trong hang, nằm hai bờ nam thờ là hai bức tượng rắn lớn, Thanh Xà và Bạch Xà, với đôi mắt được thắp sáng bằng đèn, khiến cho không gian nhóm màu tâm linh và thêm phần kỳ bí. Bên cạnh các gian thờ tự, dù còn có các công trình khác dành cho du khách nghỉ chân hoặc làm nơi tu học và sinh hoạt. Nếu có dịp du lịch Châu Đốc, thì bạn không nên bỏ qua một chuyến tham quan vãng cảnh chùa hang để có thể tìm đến chốn thanh tịnh, xua tan đi sự mệt mỏi, lo toan của cuộc sống. Đây cũng là dịp để du khách vừa là đi lễ chùa cầu an cho gia đình, vừa để chiêm ngưỡng những công trình nghệ thuật nguy nga và tráng lệ của mảnh đất An Giang.